Chào mừng anh chị quay trở lại với kênh của anh Chứng khoán Thực Chiến. Thì sau bao nhiêu ngày thì chờ Hùng Anh và nhóm Hùng Anh chờ đợi thì cũng ngày hôm nay thì cũng là xuất hiện một cái phiên chỉnh với vốn lớn. Thì đầu tiên thì Hùng Anh cũng xin chúc mừng các anh chị nào mà đã cầm tiền và không mua mới trong vòng 3 năm phiên trở lại đây. Những anh chị nào đã nghe video clip của Hùng Anh chia sẻ lên và đã cầm được tiền và đã bảo vệ được thành quả của mình cũng như là không rơi vào những cái bẫy ở trên thị trường chứng khoán này. Như anh chị có thể thấy, hôm qua là cái phiên, đây là anh chị nào xem video ấy, thì hôm qua là Hùng Anh có vẽ lúc 2 giờ 18 phút ngày hôm qua, Hùng Anh đã vẽ khi mà cái cây nến này này, khi cái cây nến ngày 15 tháng 6 này là cái cây nến nó đóng xanh. Nếu mà không phải là vì phái sinh thì nó sẽ đóng xanh. Và Hùng Anh vẽ luôn là cái cây ngày mai khả năng là nó sẽ tăng cao. Đấy, và sau đó thứ hai mới chỉnh cơ. Thì hôm nay thì nó chỉnh luôn anh chị ạ. Và hôm nay Hùng Anh biết rằng là cái kịch bản của Hùng Anh vẽ ra là ngày thứ hai chỉnh là muộn. Tại sao thì tí nữa Hùng Anh sẽ nói anh chị. Và hôm nay thị trường chỉnh với một cái vol khá là lớn. Đấy, khá là lớn. Tuy nhiên thì các cái mã sàn thì là chưa đủ. À, anh chị nhớ. À, nó có hôm nay nhá, anh chị nhìn nhá, thị trường hôm nay lúc 11 giờ là 300 mã xanh. 300 mã xanh và 298 mã xanh. Và tuy nhiên tại sao ông anh biết là hôm nay thị trường sẽ chỉnh? Nó chỉ có một mã trần thôi anh chị ạ. Một mã trần duy nhất, một mã trần. Đấy. Và còn đâu là thị trường hôm nay tất cả các dòng đều xanh. Và để Hùng Anh nói với anh chị là khi mà các cái dòng tất cả đều xanh ấy, này, hôm nay chúng ta sẽ đi vào cái nhận xét của Hùng Anh. Này, hôm nay là phiên quỹ cơ cấu nên là VN Index có thể tiếp tục bị nhiễu. Trong các video gần đây tao có nhắc đến vĩ mô hiện tại, vĩ mô đang rất là ổn bất chấp Fed trước hai lần rào, trước hai lần tăng lãi suất. Nhưng mà yên tâm là không sao, mọi thứ vĩ mô đang rất là ổn. Đấy. Thế nên là hôm nay rủi ro hiện tại nằm ở thị trường chung, bởi VN Index có thể tiếp tục không rõ xu hướng. Hôm nay thị trường hôm nay có thể hưng phấn đầu phiên do những tích cực từ thế giới hôm qua, nhưng đó không phải để đua lệnh. Chúng ta vẫn sẽ quan sát chặt chẽ, thứ một là chỉ số VN Index, hai là vận động giá các cổ phiếu. Đấy. Thì hôm nay lúc 9 giờ 07 phút thì ông anh có nói là nay mà chứng khoán CE là nhiều khả năng chứng khoán chạy nước rút trước khi VNI sập rồi. Đấy. Nay các cổ phiếu mở gap nên anh em thoải mái. Đấy. Và trong hôm nay thì cũng thống nhất xuyên suốt quan điểm từ trong vòng 5 phiên trở lại đây là ông anh gần không mua một cái cổ phiếu nào mới. Báo anh em không mua cổ phiếu nào mới. Chờ. Đấy. Ông đang có nói thị trường sẽ có một cây tăng phủ nhận nến giảm hôm kia này. Đấy. Tức là đã có rồi. Nó là trong cái kịch bản 15% của anh. Đấy. Nhưng mà nếu tăng mở gap này thì cứ giảm này. Cứ giảm trở lại sẽ rất cao này, kệ các anh lái này. Đấy, hiện tại này, ngày hôm nay này, hiện tại 10 giờ 29 nhá, có 298 mã xanh, chỉ có một mã trần thôi. Đấy, và lúc 11 giờ này anh em có cảm nhận thấy thị trường nó đang chững không? Đấy, tức là mọi thứ nó đang nằm trong kịch bản của anh và nằm trong diễn biến, không phải ngày hôm nay mà là những cái diễn biến trước. Video trước của anh có nói là thị trường nó đang chững về cuối phiên, lúc mà hôm qua thị trường chững, hôm nay thị trường cũng chững về cuối phiên đó. Đấy, thì hôm nay thì Hùng Anh có nói là đây, cuối phiên thì Hùng Anh dành tặng anh em là mua hôm nay này. Đấy, sau đó này nến này, sau đợt này nhiều siêu cổ này. Đấy, sau đợt nhiều siêu cổ này, bộ nến này này, lúc này là Hùng Anh xác định là pha giảm rồi, và pha giảm thị trường. Đấy, tuy nhiên tổng kết này, tổng kết thì hôm nay có hai thứ để chúng ta cần lưu tâm. Như đã nói với anh em nhiều lần, thị trường đang tiến sát đến nhịp chỉnh, và hôm nay thì thị trường hầu hết các dòng đã rơi vào nhịp chỉnh. Tuy nhiên dòng chứng khoán và một số các cổ phiếu mạnh mẽ vẫn khá khỏe, vậy nên chúng ta sẽ phải chờ đợi thêm phản ứng của dòng này và các cổ phiếu mạnh kia vào thứ hai, thậm chí thứ ba tuần sau để xác định chính xác rằng là thị trường sẽ chỉnh như thế nào, chỉnh mạnh hay chỉnh nhẹ. Đó mới là điều chúng ta cần quan tâm anh chị ạ. Thị trường hiện tại là nó đã rơi vào nhịp chỉnh, nhưng mà không biết là chúng ta chưa có dữ liệu để chúng ta biết rằng là nhịp chỉnh mạnh hay chỉnh nhẹ. Nhưng mà để mà cover được các cái vị, để gọi là
cover được các vị thế tốt là chúng ta phải bán được cái vị thế yếu của chúng ta đi, như trong các cái clip trước của anh đã nói là phải bán được các vị thế yếu đi, thì chúng ta mới, nếu mà rơi vào thị trường rơi vào nhịp chỉnh mạnh thì chúng ta mới giữ được các cái cổ phiếu lãi cao. Còn nếu mà anh chị mà ôm cả cổ phiếu yếu thì thứ nhất là khi thị trường chỉnh mạnh thì tài khoản anh chị đỏ, anh chị sợ anh chị sẽ bán hết tất cả các cổ phiếu cả mạnh cả yếu trong tài khoản, đó là một cái điều rất tai hại. Đấy, và khi thị trường lên lại thì các cổ phiếu mạnh anh chị không thể mua nữa. Đó là lý do tại sao mà anh bảo là anh chị phải bán cổ phiếu yếu và cầm lại những cái cổ phiếu mạnh, và thị trường nhịp chỉnh này chỉ là chỉnh để lên thôi. Đó. Đấy, anh chị nhớ nhá, chúng ta cần phải nhớ, và thứ hai thậm chí thứ ba, để xem là thị trường tuần sau xác định chính xác là thị trường chỉnh mạnh hay chỉnh nhẹ. Đấy. Và anh em cầm tiền chắc hẳn đang vui vì thị trường giảm, tuy nhiên trong giai đoạn này cứ bình tĩnh, không xúc với múc gì cả, chờ đợi tín hiệu từ thị trường. Thị trường thường rơi vào một nhịp chỉnh sẽ rất là khốc liệt. Hôm nay thì cuối tuần thì chúng ta sẽ có một cái buổi mà chỉ các cổ phiếu cần quan sát và cách đi vốn sau khi thị trường cân bằng, tức là sau khi thị trường xong cái nhịp chỉnh này. Và đó là cái cách mà để mà nhóm Hùng Anh nó tồn tại được và nó sống được trên thị trường này. Khi mà thị trường vào farm vào một cây giảm lớn anh chị nhé, khi thị trường vào một cây giảm lớn thì gần như là tất cả mọi hành động mua bán ở sau đó, mua là phải dừng lại, vì mọi hành động mua, vì thị cổ phiếu thường thị trường nó sẽ phải cân bằng lại. Anh chị nhìn hôm nay thị trường nó có ba, hôm nay bình thường ở đây nó mồi gác đúng không? Đó. Nên là không, Hùng Anh biết chắc chắn là hôm nay là sẽ chỉnh chứ không phải là thứ hai. Đấy, nếu mà hôm nay mà gáp lên như này, à mà không có gáp nó mở lên như này, thì có thể là hôm nay nó sẽ đóng phiên cao nhất anh chị nhé. Nhưng hôm nay là có vẻ là các anh lái là khá là vội đấy, khá là vội, mở gáp là mở phiên là gáp to luôn, gáp cao luôn. Đấy. Thế nên là Hùng Anh biết rằng là hôm nay là chắc chắn là sẽ chỉnh. Đấy. Tuy nhiên nó có một điều là nó hơi sai so với cái tính toán Hùng Anh là dòng chứng hôm nay vẫn khá khỏe. Anh chị nhìn này, dòng chứng hôm nay vẫn khá khỏe. Bình thường ấy, nếu mà chỉnh mạnh, dòng chứng này nó sẽ phải đóng đỏ 3-4% thậm chí sàn. Anh chị tin không? Nhưng mà hiện tại là dòng chứng xanh. Vậy nên là chúng ta sẽ chờ đợi xem là dòng chứng nó sẽ tích lũy tiếp ở cái nền này để nó chạy phá nước rút cuối, hay là nó sẽ sập sau thứ hai và thứ ba. Đó, thì chúng ta sẽ phải chờ xem. Và tùy từng trường hợp mà khi mà nó, giả sử dòng chứng nó tích lũy, thì chúng ta sẽ có cách xử lý, cách để chúng ta xử lý, để chúng ta, đối với những anh chị nào mà mua thì phải cắt lỗ, rồi mua mới thì phải cắt lỗ không mới, nhưng đối với những anh chị nào cầm tiền thì chúng ta vẫn có thể, nếu dòng chứng chưa chạy vào pha nước rút thì chúng ta vẫn có thể có cơ hội anh chị ạ. Tùy thuộc vào thị trường cho chúng ta cái gì thì chúng ta sẽ cầm lấy cái đấy. Đấy, cho chúng ta cái gì chúng ta sẽ nhận lấy cái đấy. Nếu mà thị trường cho chúng ta con dao thì chúng ta sẽ thôi, chúng ta trả lại anh thị trường đúng không? Còn nếu mà thị trường chúng ta cho món quà chẳng hạn thì tất nhiên là chúng ta phải cầm thôi đúng không? Cho tiền là phải cầm thôi. Đấy. Thì chúng ta sẽ tùy, khi mà chúng ta cầm được tiền ở ngoài, khi mà thị trường chỉnh, nó là cơ hội rất là lớn. Vì chúng ta sẽ có quyền chọn những cái cổ phiếu mạnh, những gọi là những siêu cổ đấy. Đấy. Mua vào phát là sẽ lãi, lãi rất là nhiều so với việc là anh chị ôm cổ phiếu mà nó không tăng. Đó. Và đây là thời điểm tuyệt vời, 3 đến 5 ngày rồi là thời điểm tuyệt vời, 3 từ 5 ngày trước đến bên hôm nay là thời điểm tuyệt vời để anh chị tầm ngắm cổ phiếu, tầm ngắm cổ phiếu mạnh cho cái nhịp sắp tới của thị trường anh chị nhé. Đó là cái thông tin ngày hôm nay mà Hùng Anh muốn gửi đến anh chị nhà đầu tư, những người mà quan tâm theo dõi cái kênh của Hùng Anh. Nếu mà anh chị có quan tâm cái, nếu anh chị có quan tâm cái gì thì có muốn thắc mắc cái gì thì anh chị comment vào cái phần bình luận bên dưới thì Hùng Anh sẽ có thể giải đáp thắc mắc cho anh chị. Còn hôm nay Hùng Anh muốn nói rằng là những cái người mà mua mới hôm nay ấy, thì rủi ro khá là cao đấy, thì hàng về là bắt buộc phải xử lý, đấy là điều chắc chắn. Đấy. Những ai mà nhanh nhạy hôm nay ấy, thì nếu mà giả sử mà mua mới vào hôm nay thì phải bán cái vị thế cũ đi, bán ngay trong cái phiên cuối phiên khi mà thị trường nó đang tụt dốc này là phải bán, đừng có chần chừ không thì hỏng. Đấy. Còn đối với Hùng Anh và nhóm Hùng Anh thì Hùng Anh đã cơ cấu trong 3 năm phiên trước rồi, thị trường rất là thoải mái. Hùng Anh hôm nay ngồi nhìn thị trường rất thoải mái rồi. Đấy, còn đối với anh chị nào chưa thì chúng ta phải cơ cấu nhé.
phải cơ cấu và quan sát. Còn nếu quan sát dòng cổ phiếu mạnh, những cái dòng cổ phiếu mạnh là hôm nay ông anh sẽ chỉ với chị. Hôm qua thì ông anh cũng chưa muốn chỉ, tại vì hôm qua thì ông anh xác định hôm qua là nó chưa vào nhịp chỉnh. Nhưng hôm nay thì ông anh xác định là nó ok, thị trường bắt đầu bước vào nhịp chỉnh rồi. Chúng ta sẽ phải quan sát những dòng cổ phiếu nào, những cổ phiếu nào có thể đem lại lợi nhuận anh chị cao nhất khi mà thị trường vẫn còn đang chỉnh và cổ phiếu nó đã tạo nền. Anh chị nhớ nhé, tạo nền và cổ phiếu nó bắt đầu đi lên, đó là những cổ phiếu sẽ mang lại lợi nhuận anh chị nhiều nhất khi mà thị trường hồi phục trở lại. Nào, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào các cái cổ phiếu đó nhé. Đó, đầu tiên Hùng Anh muốn giới thiệu với anh chị, đó chính là cổ phiếu Dabaco. Cổ phiếu này là cái cổ phiếu đánh, con này đánh rất là bố láo, phải nói với anh chị như thế. Để những anh chị nào mà có cái tính cách mà đánh hiền lành ấy, thì không nên vào cổ phiếu này nhé. Đối với những chị nào mạo hiểm thì mới vào cổ phiếu này. Con cổ phiếu này Hùng Anh mua ở cái phiên, thường những anh chị nào coi video clip của Hùng Anh thì Hùng Anh đã biết là Hùng Anh mua ở phiên 12 và Hùng Anh bán vào cái phiên 13, à bán vào cái phiên 14, xin lỗi nhầm anh chị, bán vào cái phiên 14 và sau đó thì phiên hôm sau 15 nó kéo trần. Nhưng Hùng Anh bảo với anh em là không phải lo, nếu mà có hàng hôm 15 thì bán thôi, chứ còn bình thường là không không mua hàng hôm nay đấy. Hôm nay nó chỉ, và con này ấy, một là nó sẽ có cái hình, nó sẽ đánh kiểu này, sẽ vòng cung lên đi lên này, hoặc thế này, hoặc là hai là nó chỉnh hẳn về nền anh chị nhá. Thì anh chị phải quan sát khối lượng của nó nữa. Con này là con cổ phiếu, con này có thể là siêu cổ, và con này lên thì nó sẽ có thể lên đến vùng này, vùng 28 29 này anh chị nhá, và chờ nó chạy nhịp cuối, nó là chạy nhịp mạnh anh chị nhá. Đó, đầu tiên là đó, hai là VGC anh chị nhìn này, hôm nay nó giảm nhưng nó không mất cái nền này. Đấy, và ông anh đã vẽ trước rồi. Đấy, chúng ta phải tầm ngắm nhé, chúng phải tầm ngắm cổ phiếu này. Nếu mà nó gãy nền thì ok, coi như xong. Đấy, coi như xong, chúng ta phải chờ tích lũy lại. Nhưng nếu nó không gãy nền, nó loanh quanh đây trong khi mà VN-Index chạy, là chúng ta phải nắm bắt cơ hội anh chị nhá. Đây, nhịp chỉnh đầu tiên của nó này, đây là nhịp chỉnh đầu tiên nhé. Cái nhịp này bỏ qua, đây nhịp chỉnh đầu tiên này, sau đó nó sẽ hồi, nó bằng cách nào đó nó sẽ hồi và nó chỉnh lại một nhịp nữa thì chúng ta có thể tầm ngắm nhá. Con này hai CII, đây là các cổ phiếu rất là mạnh, các cổ phiếu này rất là mạnh chị nhé, vì cái nhịp đầu của nó rất là mạnh. Đấy, cho nên là chúng ta phải tầm ngắm nó, phải dình nó, chờ VN-Index. Có thể VN-Index đang chưa chỉnh đâu, nhưng VN-Index đang chỉnh nhưng nó có thể tạo nền đi lên. Đấy, CII. Đấy, nó sẽ test lại cái vùng nền này nhá. Đấy, và xem nó, chờ xem nó có gãy nền không. Hai là FCN. Đấy, những con cổ như này. Đấy, những con cổ như này là chúng ta phải theo dõi nhá. Đấy, cái nền này, cái nền tiếp tục này, nó sẽ tạo một cái nền ở đây anh chị nhớ nhá. Đấy, nếu mà thủng ở đây thì là chúng ta sẽ không theo dõi được, à chúng ta sẽ loại nó ra khỏi cái danh sách ưu tiên, còn nếu không thủng ta vẫn sẽ phải cho vào trong cái watchlist thì chúng ta xem. Hai là BGW. Đây, những con cổ phiếu này đừng nghĩ rằng nó yếu nhá, nó đang test lại cái cây này thôi. Đấy, đừng nghĩ rằng những con cổ phiếu này nó yếu, khi nó về cái nền này là chúng ta có cơ hội để mua này. Tại sao mà anh bảo nó, những con cổ phiếu này nó phù hợp với anh chị nào đánh trend trung hạn, tức là cầm từ 3 đến 6 tháng, và những con cổ phiếu này cuối năm thì sẽ có rất nhiều người hô mua những con cổ phiếu như này anh chị nhé. Cái nền của nó rất là đẹp, lái đánh rất là chuẩn bài, nó đẹp, thậm chí nó đẹp hơn cả FRT. FRT không là gì cả nhé, FRT lái đánh như này trông rất xấu nhé. Và FRT rất nhiều cản này, anh chị nhìn này, cản này, cản này, cản này, nhiều cản kinh khủng. Đấy, anh chị thấy không? Không đẹp bằng DGW đâu, MWG cũng không đẹp bằng, MWG cũng không đẹp bằng nhé. Bây giờ nhìn thấy thôi cũng không đẹp bằng DGW. Trong lòng bán lẻ của anh đánh giá DGW đẹp nhất. Thứ hai là tiếp tục những cái cổ phiếu khỏe, anh chị cần tầm ngắm May Sông Hồng. Con này cũng là một con rất là ổn nhé. Con này khi mà thị trường xuất khẩu nó hồi phục trở lại, cùng với là dòng thủy sản hồi phục trở lại, thì là nó sẽ là một trong những con cổ phiếu rất là đáng lưu tâm anh chị nhé. Đó, hiện tại nó đang biến động khá là lớn, nhưng mà tuy nhiên là cái vùng 35 này này là nó
chúng ta sẽ phải lưu tâm xem là nó có thủng vùng 35 không. Nếu mà thủng vùng 35 thì lại mất một thời gian nữa, còn không thì chúng ta sẽ chờ đợi được nó này. Mua ở vị thế ở dưới này. Ở vị thế ở dưới này, và khi mà nó lên, nó tạo nền ở đây mà nó tăng. Đấy, thì chúng ta gia tăng nhé. Hoặc là nó sẽ có một cái phiên test lại này thì chúng ta sẽ lại gia tăng này. Đấy, tùy anh chị nhé. Đấy. Hoặc là xem nào. TTF. Đấy, con cổ phiếu này cũng có thể lưu tâm anh chị nhé. Đấy, nó có cái nền ở đây này. Đấy, xem là nó có gãy không này. Cái cây này, này, nếu mà nó gãy nó sẽ về cái vùng nền này. Và con cổ phiếu này thì ông anh nghĩ rằng là nếu mà mai mà thứ hai mà sáng hai mà nó không hồi lên được ấy, thì khá là yếu đấy. Chúng ta phải chờ xem, nhưng nó hồi lên được thì cổ phiếu sẽ rất là mạnh. Và con cổ phiếu này tiềm năng nhé. Nó sẽ lên được cái vùng 9 này, 9, 10 này, 9 này là khả năng cao anh chị nhá. Thứ hai là các con cổ khác Phát Đạt. Đấy, nó đang tích lũy lại cái nền này anh chị này. Con Phát Đạt này nhìn thôi, nó đánh rất là đẹp anh chị nhá. Nó đánh rất chuẩn bài nhá. Ngoài chả biết là A7 hô cái gì cả, nhưng mà nó đánh rất là đẹp. Và thường là nếu mà mua thì bất động sản mua vào tầm quý 3, quý 4 nó sẽ là ok. Đấy, chúng ta sẽ chờ đợi xem là nó đánh như nào. Phát Đạt là một này. Dòng bất động sản công nghiệp có GVR. Đấy. Cổ phiếu hôm nay gãy rồi. GVR hôm nay gãy, mai mà không rút chân lên được ấy, thì coi như là xong. Nó sẽ về lại cái vùng ở dưới này. Và cái vùng ở dưới này thì nó sẽ đợi thời gian là lại quay trở lại cổ phiếu yếu anh chị nhé. GVR hôm nay yếu. Chúng ta sẽ còn gì nữa? Vote. Đấy, vote. Vote thì hôm nay thì là một phiên tương đối yếu. Và nó cần phải tích lũy ở trong lại cái vùng này. Cái vùng của cái cây nến, của cái cây nến này. Đấy. Đấy, vùng 12 này, tại vùng đỉnh cũ của nó. Đấy. Dịch chưa là kháng cự sau nhé. Đấy, thì chúng ta sẽ phải chờ đợi xem là vốt nó sẽ như nào. Nhưng mà con này chưa tăng, nhưng mà anh chị phải để ý con này. Khi con này tăng thì nó sẽ rất là điên anh chị ạ. Và anh chị nhớ là cái chỉ số Baltic này nó đã đang đi lên nhé. Chỉ số Baltic đang đi lên, tuy chưa được mạnh đâu nhưng nó đang đi lên anh chị nhé. Cho thấy sự hồi phục của thị trường hàng, gọi là thị trường vận tải. Đấy. Và anh chị cần lưu ý thêm một điểm nữa, đó là những cổ phiếu cảng, những cổ phiếu kho cảng nó tăng rất điên anh chị nhìn thấy không, anh chị nhìn thấy không, nó tăng rất là điên cuồng. Nó phải có báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 tốt nó mới tăng được như này. Và khi mà những con cảng tăng như này thì những cái con mà vận tải hàng hóa thì chắc chắn là sẽ được hưởng lợi. Đây là điều chắc chắn. Và ông anh sẽ săn những cái con như kiểu HHH, Vốt. Đấy. Đấy. Chắc chắn là sẽ săn những con này nhá. Cho vào quý cuối năm, đánh dòng xuất khẩu và cảng biển chị nhá. Đấy, tạm thời là chúng ta sẽ đưa vào watchlist những cái cổ phiếu này và dòng chứng khoán, để chúng ta xem là thị trường thứ hai và thứ ba sẽ vận động như thế nào. Đó. Hôm nay là một cái kịch bản, nó dòng chứng khoán hơi ngoài bất ngờ của ông anh. Tại sao? Tại vì là nó vẫn xanh, nó cũng khá là khỏe đấy. Nếu mà như anh chị nhìn này, nếu mà dòng chứng khoán đấy, mấy phiên hôm nay này là một phiên rụt đầu này, đấy, một phiên rụt đầu vôn cao đấy. IPA thì không nói, rụt đầu vôn cao này, SHS, FTS này, nhìn FTS này, FTS và BSI nhé, đấy. Ngoại trừ các con khác nhìn FTS, BSI. Những con này ấy, thì nếu mà mai FTS sang tuần mà nó lại thì có thể là nó sẽ là dòng dẫn và nó sẽ chạy nhịp cuối nhá. Đấy, nó sẽ chạy nhịp cuối anh chị nhá. Chúng ta vẫn phải lưu ý những cái con cổ phiếu này. Hay là VIX anh chị thấy không? Đấy, nó còn thậm chí nó không thèm lấp cái gap này luôn. Nó không thèm lấp gap này luôn. Nhìn vốn to thôi nhưng mà thật sự cũng rất là rủi ro. Ta có thì cầm, còn mua mới thì phải dành cho những anh chị nào rất là nhanh nhạy với thị trường, mua đúng điểm và khi mà hàng về mà sai là phải biết cắt lỗ ngay lập tức.
Còn đối với những anh chị nào mới thì anh không khuyến nghị đâu nhé, tại vì đánh ở trên cái vùng cao này rất là khó để mà đánh để mà kiếm được lợi nhuận, nhưng mà lợi nhuận nó trả anh chị cũng sẽ khá là xứng đáng. Đấy. Tuy nhiên là ngoài không khuyến khích đâu. Đấy. Và chúng ta sẽ chờ xem, còn nếu anh chị nào ok thì chúng ta sẽ mua những cái con nền hai, ví dụ như là FCN này, VGC này, và chờ thị trường chỉnh xong, chờ thị trường chỉnh. Nhưng mà những cái con này có dấu hiệu ấy, khi về là anh chị phải mua. Cách mua là ngoài sẽ chỉ anh chị, ví dụ con FCN này nó về đây. Đấy. Thì mình phải xem đây là nhịp thứ mấy, đây là nhịp thứ hai của FCN, mình sẽ giải ngân một chút, hoặc là mình cân đối là thị trường nó chỉnh mạnh hay không thì mình chưa giải ngân. Đấy. Mình chưa giải ngân nếu thị trường chỉnh mạnh, tức là nó phải anh chị hiểu không? Tôi nói ở trên này rất khó, khi mà vào trong cái thị trường lúc đấy thị trường nó như thế nào, cổ phiếu nó như thế nào thì lúc đấy Hùng Anh mới ra quyết định được, tại vì thị trường hiện lúc mà thị trường nó đang chạy ấy, nó mới làm mình mới ra quyết định mới chính xác được. Còn biểu đồ như này là biểu đồ chết đấy, và mình không biết là lúc đấy là thị trường và cổ phiếu nó có matching được với nhau không. Giả sử lúc đấy thị trường đang chỉnh chỉnh mạnh mà cổ phiếu nó lại xanh đấy, cổ phiếu nó lại xanh như này mở gap thì anh chị sẽ làm gì, hoặc là thị trường lúc đấy nó đang điều chỉnh mạnh mà cổ phiếu anh chị cắm đầu tiếp gãy nền thì anh chị sẽ làm gì đó. Còn bình thường nếu mà hôm anh đang nói ở trong một cái thị trường bình thường nhá, thị trường nó chỉnh không quá là mạnh và anh chị phải căn nó vào đỉnh cuối, con này nó sẽ có đi như này này, hồi lên này, nó lại chỉnh xuống này, nó không cần chỉnh về cái nền cũ 15 đâu nhá, lên như này thôi, xong nó lên luôn với vôn nó phải càng là vôn bé và nến doji anh chị nhá, thì anh chị mới săn nó, anh chị mới săn nó anh chị nhá. Đó là cách để anh chị mua được những cái con cổ phiếu rất là tốt để nhịp sau anh chị có thể có cái lãi tốt. Đấy, và anh chị là một trong những cái top người top dẫn cái thị trường này, dẫn đầu thị trường này về mua được những cái cổ phiếu tốt và có lợi nhuận tốt khi mà sau một nhịp chỉnh VN-Index, anh chị hiểu không ạ? Đó. Còn hiện tại thì bây giờ ấy thì vẫn chỉ là vẫn cứ thoải mái thôi, vẫn thoải mái. Cuối tuần là ai mà cầm tiền thì cứ thoải mái vui vẻ đi, đi chơi đi du lịch đi thoải mái. Còn ai những ai mà giả sử mà hôm nay ai mà không bán được hàng, ai mà đang bị không bán được hàng thì cũng đừng quá lo lắng, thật sự là vì đã mua rồi thì chỉ còn biết là xem thứ hai xem là như nào thôi, xem thứ hai xem thị trường vận động như nào. Những ai mà chưa hiểu bản chất thị trường hay là chưa xử lý được tài khoản thì có thể về đội của anh, thì liên hệ về số Zalo, số điện thoại ở trên màn hình nhé, thì Hùng Anh sẽ hỗ trợ giúp đỡ đó. Và cũng không hạn, và Hùng Anh muốn nói rằng là không phải vì sao mà trong tất cả các cái nhịp từ anh chị những ai theo dõi video của anh từ nhịp này, từ nhịp này mà Hùng Anh biết rằng là thị trường nó sẽ kéo tiếp đó, đa phần nhé, đa phần mọi người là bị bán ở cái nhịp 31 ba cây nến này, lên đây lại bán một tí. Đấy. Thị trường mở gap lại bán một tí. Thị trường mở gap bán tí. Đấy. Và đa phần mọi người sẽ bị mua lại ở cây này. Đấy. Thật sự là đây là cái lỗi mà chắc chắn là rất rất nhiều người mắc phải. Đấy. Ba cái cây này tăng này, chỉnh một tí, chỉnh hôm qua thấy thị trường rất là mạnh đúng không? Hôm qua lại thấy thị trường rất là mạnh, gần xanh. Lại nhảy vào mua, hôm nay thấy thị trường xanh mạnh mở gap lại mua. Đấy, chết là chết ở cái chỗ đó anh chị ạ. Và đó là, và tại sao ông anh nắm được, vì ông anh biết được cái tâm lý của thị trường, tâm lý và hành vi của tổ chức ở ở trên cái thị trường này, để ông anh ra quyết định cái nào có lợi nhất. Mình là những cái người nhỏ lẻ, mình người nhỏ lẻ trên thị trường, những con gọi là con gà trên thị trường, nhưng làm sao mà mình để mà mình biết là khi nào mà gọi là lái người ta cho ăn, khi nào đến người ta chuẩn bị đóng cửa lồng và người ta thịt. Đấy, để mình biết mình chạy ra trước. Đó mới là cái hay trên thị trường. Và trên và Hùng Anh nói rằng thị trường này nó giống như một mỏ vàng, nếu mà anh chị biết cách khai thác nó thì không sớm thì muộn anh chị cũng sẽ giàu, còn nếu mà anh chị không biết cách sẽ khai thác thì mỏ vàng nó có thể sập xuống, làm sập hầm và coi như là anh chị toang. Đó là cách, đó là cái mà Hùng Anh hay tư duy. Và trên thị trường này châm ngôn của Hùng Anh là hãy giao dịch như một con gián, hãy sống lâu nhất có thể trên thị trường này. Và khi mà thị trường tốt và bạn khi mà bạn có mặt ở trong thị trường tốt
thì bạn sẽ là người hưởng thụ tất cả những cái thành quả mà những cái người khác người ta đã ngã xuống để lại cho bạn. Đó. Hãy làm một con gián ở trên thị trường anh chị ạ. Hãy bền bỉ sống lâu với thị trường. Thì hôm nay thì cũng rất là vui, và ông anh cũng rất là vui, cũng chia sẻ về lên chia sẻ với anh chị. Anh chị hãy cứ cố gắng. Những anh chị nào cầm tiền thì rất là vui đúng không? Thoải mái, tinh thần thoải mái. Còn những anh chị nào cầm cổ ấy, hãy cứ cố gắng, bình tâm, thoải mái. Và Hùng Anh ấy, thì hôm nay Hùng Anh có cuối tuần này thì Hùng Anh có gọi là chia sẻ miễn phí thôi về cái cách mà đi vốn, cách mà quản trị đi vốn và nhận biết các cái cổ phiếu tốt cho anh chị nào. Những anh chị nào có cần thì có thể liên hệ với Hùng Anh để mà gọi là nắm được cách đi vốn ở trong cái thị trường khi mà thị trường điều chỉnh và những cái cổ phiếu nào tốt nhất cho cái nhịp chỉnh sắp tới. Đó. Thì video của anh hôm nay đến đây là hết. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị. Chúc anh chị cuối tuần bình an, vui vẻ.